các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên Đặng Hoàng Vinh, nhân viên bán hàng của Huyết Honda Hồng Đức 11. Địa chỉ cửa hàng mình ở số 954 ấp Cầu Sáng, xã Long Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại liên hệ mình là 0907 759 795. Mình tên là Vinh nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn dòng phụ chờ độ bên cửa hàng của mình và cập nhật giá cũng như chương trình khuyến mãi hiện có đang áp dụng với dòng xe phụ chờ. Giới thiệu với các bạn. Trước mắt các bạn đây là chiếc xe phụ chờ màu trắng nha các bạn, phiên bản mới nha. Và màu trắng này hiện tại giờ giá cập nhật bên cửa hàng của mình đó là 35.790.000 nha các bạn, là phiên bản bánh mâm. Đây phiên bản bánh mâm. Còn mình có phiên bản bánh căm nữa, phiên bản bánh căm thì nó có màu đỏ đen và đen đỏ. Thì giá hiện tại của mình giờ là 33.990.000 nha các bạn, như là 34 triệu. Đây là bản phụ chờ màu trắng nha. Bản này cũng mới vừa ra mắt gần đây thôi. Điểm mới của cái bản phụ chờ mới hiện tại giờ so với phiên bản trước là cái tem nữa các bạn, được mạ chrome là 125, được mạ bằng chất liệu chrome rất là sáng, nhìn rất là đẳng cấp. Và hiện tại giờ các bạn mua xe bên hệ thống của mình, thứ nhất là mình được chương trình khuyến mãi, mình mua xe mình sẽ được tặng nón bảo hiểm tại WIP, chìa khóa, cái đổ xăng miễn phí cho mình là 4 lít, cái thứ nhất giảm giá 50% cho mình là 4 lần, rồi được tặng áo gió nha các bạn. Ngoài ra thì dịp Tết này các bạn mua xe các bạn được tham gia chương trình Thái Lộc, giá trị lộc của mình là từ 100.000 cho tới 2 triệu nha các bạn. Thì các bạn may mắn, nếu mà may mắn mình sẽ móc được có xíu 2 triệu nha, và mình sẽ được tiền mặt là 2 triệu, đó là lì xì độc sinh của mình. Rồi tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn một mẫu xe độ bên cửa hàng của mình, đó là màu xanh đấu tem nha các bạn, xanh đấu tem. Đây các bạn, đây màu xanh nha các bạn. Màu này thì công ty của mình đặt độ sơn lại thì nó rất khác biệt so với những màu của Honda sản xuất nha các bạn. Honda không có sản xuất ra màu này nha. Màu này là công ty độ. Và các bạn mua xe độ này thì các bạn có chế độ của hành màu sơn cho các bạn là 3 năm. Và tuy nhiên thì giá nó cũng sẽ cao hơn so với phiên bản thường là 3 triệu. Tức là xe phiên bản thường các bạn cộng thêm 3 triệu, ví dụ xe của mình là 35.790. Rồi các bạn, nếu mà các bạn lấy xe bản độ đấu tem thì các bạn cộng thêm 3 triệu nữa. Thì nó ra tầm khoảng 38.790.000 các bạn, tổng thể xe. Và chế độ hành màu sơn xe cho các bạn là 3 năm. Và tem này được sơn trong lớp nước sơn luôn các bạn, đấu tem. Tem được thiết kế sơn luôn, nó phải là tem dán và như tem thông thường. Còn yếm cổ được thiết kế màu đen nha bạn. Đây là công ty của mình phối màu lại nhìn cũng rất là đẹp. Và các bạn sử dụng sở hữu một chiếc xe độ này thì các bạn chạy ra đường chắc chắn là sẽ không đụng hàng đâu, tại vì bên công ty của mình nó chỉ độ một số lượng có hạn thôi chứ không có độ nhiều. Do đó các bạn có nhu cầu mua thì cứ liên hệ ngay với mình. Mình tên Đặng Hoàng Vinh, số điện thoại mình 0907 759 795. Để các bạn liên hệ mình để mình được tư vấn trực tiếp và được báo giá trực tiếp theo từng thời điểm. Rồi tiếp theo bên đây mình cũng là một phiên bản, nhìn thì mắt nhìn xa ngang thì các bạn thấy cũng là màu đỏ đô giống như phiên bản của Honda, nhưng thực chất đó là màu độ công ty của mình. Thì điểm đặc biệt đó, thì xe này được độ 3D nha các bạn, độ hoa văn. Các bạn nhìn kỹ hai bên ốp sườn được sơn 3D nha các bạn. Đây. Và cái lớp sơn 3D nó nằm trong lớp nước sơn luôn, do đó các bạn xài rất là bền nhé thời gian. Cho dù các bạn có sử dụng chất tẩy rửa hoặc là mình rửa xe nhiều thì cái lớp 3D này cũng sẽ không phai, là tại vì bản chất nó nằm trong lớp nước sơn nha. Và chế độ bảo hành các bạn tương tự như chiếc xe màu xanh đấu tem, là bảo hành màu sơn cho các bạn là 3 năm. Đây sơn 3D nha các bạn, nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt. Và hiện tại giờ đối với dòng xe phụ chờ này, bên công ty mình cũng đang có chương trình hỗ trợ bán trả góp cho các bạn đó, thì với mức lãi suất tầm khoảng 1.37%, thì với điều kiện này các bạn trả khoảng 20% giá trị xe. Thì ví dụ xe của mình là 35.790, các bạn trả 20% là các bạn trả khoảng 7 triệu ngoài, 8 triệu nha, là mình có thể mua xe được rồi.
Ở điểm đặc biệt là ở sân 3D nha các bạn, cái sân 3D rất là đặc biệt. Rồi tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái mẫu sơn độ bên công ty của mình luôn, đó là màu đen. Bên Honda mình có sản xuất màu đen nhám nha các bạn, nhưng mà bên công ty của mình có một cái bản độ đó là màu đen bóng, độ đốt đen nha các bạn. Đây, độ đốt đen thì tem hoàn toàn cũng làm trong nước sơn tương tự với xe màu xanh nha các bạn. Giá cũng cao hơn so với xe thông thường là 3 triệu, chế độ hành màu sơn cho các bạn là 3 năm. Đây các bạn quan sát những chi tiết nha, chi tiết của công ty của mình phối màu lại nhìn nó rất là đẹp, rất là đẳng cấp nha bạn. Hiện tại giờ thì các bạn dòng phụ trợ này nhé các bạn, máy 125 chạy rất là bền, tiết kiệm xăng. Thì các bạn cửa hàng của mình đó là Hit Honda Hồng Đức 11, ngay thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Còn mình là mình tên là Đặng Hoàng Vinh. Thì nhân viên bán hàng của công ty á, thì các bạn có nhu cầu cứ liên hệ về số điện thoại 0907 759 795 để được mình tư vấn trực tiếp nha. Ngoài dòng xe phụ trợ thì còn tất cả các dòng xe khác nữa, thì các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Và sau đây thì các bạn hãy xem lại tất cả các màu mình vừa review cho các bạn. Đây là màu đỏ nha các bạn, màu xanh và là màu trắng. Màu trắng này là bản zin của Honda nha các bạn, nguyên bản Honda không có độ. Rồi cái clip review của mình đến đây là xin kết thúc. Mình xin nhắc lại cửa hàng của mình là Hit Honda Hồng Đức 11, địa chỉ số 954 ấp Cầu Sáng, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Mình tên Đặng Hoàng Vinh, số điện thoại mình là 0907 759 795. Nhân viên bán hàng của công ty thì có bất cứ vấn đề gì liên quan đến Honda, xe gắn máy của Honda Việt Nam thì các bạn cứ liên hệ với mình để mình được báo giá hoặc là chương trình khuyến mãi gì đó, các bạn cứ liên hệ. Xin chào các bạn.